Hồng Phượng xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Hồng Phượng cũng xin chúc quý vị và các bạn một cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hôm nay Hồng Phượng muốn giới thiệu với quý vị và các bạn một cái nơi rất là đẹp. Đó là VinWonder ở Phú Quốc. Đây là cái công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, quy mô hàng đầu châu Á luôn đó quý vị. VinWonder Phú Quốc nằm ở phía bắc của đảo, vị trí là ở cái ấp Gành Dầu, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Và cái nơi đây thì cách sân bay Phú Quốc khoảng 33 km và cách thị trấn Dương Đông khoảng 20 km. Và bây giờ Hồng Phượng mời quý vị và các bạn theo chân hai bạn trẻ là Tiết Ngân và Minh Nhật để tham quan nơi đây, xem coi ở trong đây có gì chơi nhé. Xin chào mọi người. Mình đã tới VinWonder. Ngay khi bước vào cửa thì chúng ta sẽ đi qua một khu gọi là Đại lộ châu Âu với kiến trúc và màu sắc của thời Trung Cổ, với hàng chục cửa hàng rất là đông đúc và nhộn nhịp cùng những căn nhà mái nhọn đúc gạch đặc trưng. Và ở đây thì mọi người có thể tha hồ thả dáng check in chụp hình rất là đẹp. Và ở nơi đây thì khi đến mùa lễ hội thì diễn ra các cái lễ hội, và những cái lễ hội này sẽ có những cái màn diễu hành đến từ những diễn viên trong những trang phục hóa trang rất là lộng lẫy, rất là đẹp nha quý vị. Và để có một ngày vui chơi thỏa thích tại đây thì các bạn nên mang theo những cái vật dụng thiết yếu như là giày thể thao, mũ nón, kính râm, kem chống nắng và máy ảnh điện thoại, phải có bộ nhớ nhiều để lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời ở nơi đây. Và trong đây còn có công viên nước nữa, cho nên là gọi là thế giới lốc xoáy đó quý vị. Nên là quý vị nào có ý định bơi và vui chơi trong thế giới lốc xoáy thì mang theo đồ bơi nhé. Và đây là một con tàu nhỏ nhỏ để chở mọi người đi khám phá xung quanh trước khi chúng ta chọn những cái phân khu để mà chúng ta vui chơi, thì chúng ta sẽ đi xung quanh một vòng để xem coi ở đây có cái gì. Con cuối nè, con cuối đủ nè, con cuối đủ nè. Nhật với Ngân ngồi đâu? Ngồi bên đây đi. Yo. Yes, go, let's get it. Uầy, khu vực cửa đường. Đây là một cái vlog ở trong cái vlog. Woo! Này đi gặp Lucky Luke kìa. Lucky Luke. Đây nó có sạch cái gì không ta? Không biết nữa. Có con gì kìa? Con gì? Con sóc gì? Mẹ em nhậu ở đây cho. Ở đâu ra vậy? Chán thật sự. Tại vì đi nãy giờ xong đi bộ nãy giờ cho mệt. Cái mùi của miền biển Tây nó vậy đó. Favorite snack. Khang tới sát cái bàn khu đó, Khang đi giống vậy không Khang? Để đến nơi đây thì các bạn có thể sử dụng cái xe buýt Vinpearl Phú Quốc. Và mình nghe nói thì cái dịch vụ sử dụng xe buýt đi Vinpearl Phú Quốc thì hoàn toàn miễn phí. Và tuyến xe này có rất là nhiều điểm đón khác nhau, nên các bạn hỏi thử cái đại lý vé VinWonder nơi mình mua vé để được hướng dẫn nhé. Hoặc là các bạn có thể đi taxi hoặc thuê xe. Còn không thì các bạn có thể đi xe máy. Khi lựa chọn di chuyển bằng xe máy thì bạn hãy tham khảo cái cung đường ngắn nhất
để có thể tiết kiệm thời gian. Và cung đường đi từ sân bay theo hướng thị trấn Dương Đông, đi qua đường 30 tháng 4, qua Hùng Vương, rồi chạy thẳng là đến nơi. Đây là công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam, do đó ở đây phân thành 6 khu phân khu với 12 chủ đề. Và những cái chủ đề này lấy cảm hứng từ các nền văn minh trên thế giới. Do đó, VinWonders được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách nhất tại Phú Quốc, với nhiều trò chơi, từ những trò chơi cảm giác mạnh đến những khám phá nhẹ nhàng. Do đó nó thích hợp được với mọi du khách, từ người trẻ đến người già. Và khi đến đây thì bạn sẽ được trải nghiệm những trò chơi kỷ lục của thế giới, và có thể trải nghiệm những xem những cái cuộc sống muôn màu muôn vẻ của hàng chục ngàn sinh vật biển tại đây. Vì cái diện tích ở đây là rất là lớn, khoảng 50 hecta. Và giá vé để đi vào đây tham quan đó và chơi là 880.000 cho người lớn và 660.000 cho trẻ em cao trên 1 mét. Nơi khám phá thế giới diệu kỳ thì các bạn sẽ đến được không gian của 5 kỳ quan huyền diệu trên thế giới, và là nơi của những câu chuyện cổ tích giúp người lớn như trở về tuổi thơ. Và thế giới diệu kỳ ở đây có chủ đề cổ tích đưa bạn đến 5 vùng đất, đó là vùng đất của xứ sở Elis, ốc đảo Ba Tư, Ai Cập cổ đại, khu rừng bí ẩn và miền Tây hoang dã. Những bạn nào là fan của Alice và xứ sở thần tiên thì chắc chắn sẽ rất mê khu vực này. Và tại vương quốc kỳ thú này thì chúng ta sẽ theo chân Alice gặp gỡ các nhân vật gắn liền với tuổi thơ như là chú thỏ trắng, mèo Cheshire, gã làm mũ tâm thần, vân vân. Thank you.
Cảm ơn các bạn quá lưu nín. Người ta không biết đó là sắc, người ta có thêm chữ sắc ở trong đó. Nhưng mà hắn sợ ép nha. Nên là mua một con là không được, phải mua nhiều con mới được. Đúng vậy. Hôm nay con này nè. Con này. Con này cũng té quá. Con này đẹp. Đúng rồi. Và cuối cùng là cung điện Hải Vương. Đây là thủy cung khổng lồ nằm tại VinWonder Phú Quốc luôn nha quý vị. Và tòa nhà này mang hình dáng của một chú rùa khổng lồ có quy mô lớn và hiện đại bậc nhất Việt Nam, được vinh danh là một trong năm bể lớn nhất thế giới, rất hấp dẫn. Ở trong đây thì có hàng ngàn cá thể quý hiếm được nuôi dưỡng và trưng bày. Về thủy cung thì Hồng Phượng đã giới thiệu trong video trước, quý vị nào chưa xem thì bấm vào đường link bên dưới để xem nhé. Còn bây giờ Hồng Phượng xin chào tạm biệt, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hồng Phượng kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Và nếu quý vị và các bạn thích video này, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Hồng Phượng nhé. Hồng Phượng xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.
chấm điểm overall cho Thủy Cung 10/10. Đỉnh của đỉnh. Nandi, 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 Nandi. Quá đỉnh luôn. Bây giờ để coi còn sức đi chơi với khác không.